Đây là hai cây XS Max phiên bản quốc tế 256GB màu đen mọi người nhé. Hai cây đây thì áp rất là căng. Đấy, áp rất là căng mọi người nhé. Thì khi mà đi nhập máy thì bên em cũng chỉ kiểm tra được tầm độ khoảng 90% thôi mọi người nhé. Khi mà máy về thì bên em lại kiểm tra lại một lần nữa. Thì thấy rằng là hai cây máy này là hai cây máy áp đóng lại mọi người nhé. Áp rất là căng luôn. Nhưng mà là áp đóng lại. Đấy. Mọi người nhìn cái bảng loa này. Cái màng loa này không phải là màng loa zin theo máy. Mọi người nhé, chắc chắn luôn. Không phải màng loa zin theo máy. Mọi người nhìn này. Đấy, chắc chắn luôn. Hai cây này ngoại hình đẹp. Đấy. Ngoại hình đẹp này. Giá thì giá so với em nhập bình thường thì giá rẻ hơn. Giá rẻ hơn, giá hấp dẫn. Đấy. Pin thì một cây 84, một cây 89. Đấy. Nhưng mà là áp đóng lại mọi người nhé. Áp đóng lại. Đấy. Và không biết là bên trong thay thế sửa chữa cái gì thì em không biết. Nhưng mà áp đóng lại hai cây này thì em đã liên hệ với nhà cung cấp để em đổi lấy cây khác mọi người ạ.